Ok anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Hôm nay sẽ thử làm một cái bẫy như ở trên YouTube tôi hay xem. Đó chính là bẫy mổ nhá, loại bẫy tôi chưa bao giờ làm, bây giờ mới làm lần đầu tiên. Thì đầu tiên là anh em chuẩn bị một cái que như thế này, sau đấy bẻ cong vào như thế này. Độ nông sâu của cái phần này ấy, là được vót nhỏ lại để cắm xuống đất. Độ nông sâu thì tùy vào địa hình. Và đặc biệt là cái dây này thì tôi để sẵn để lát là cột con mồi vào. Còn đặc biệt là ở đây này, ở phần này nhá, là được mổ một cái rãnh bé bé ở đây để chúng ta làm cái công tắc của cái bẫy. Đây này, rãnh bé bé ở đây. Đấy, ok, đấy là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là có một cái que như thế này. Đấy, que này khoảng độ 30 cm, hai đầu được vót nhọn này, vót nhọn hai đầu, và nó cũng không phải to lắm đâu, nó chỉ bé bé thế này thôi. Cái này cũng độ dài ngắn tùy thuộc vào địa hình, nhưng mà đối với mặt đất cứng thì cũng phải tầm 30 cm để cho nó chắc chắn. Cái tiếp theo đó chính là cần bẫy. Cần bẫy thì anh em nên làm cần tre. Kinh nghiệm mà tôi bẫy này tôi chưa làm bao giờ, nhưng mà tôi đi bẫy nhiều tôi biết đấy, cần tre thì nó giữ được cái lô lực, lực cong của nó vừa mạnh và vừa được lâu. Còn anh em dùng nhiều loại cây rừng khác ấy, là mình cắm vài hôm là nó cong vào như thế này luôn, nó không có lực bật luôn. Và đặc biệt trên cần bẫy thì phải có dây. Đấy, anh em chuẩn bị một sợi dây rồi khoảng độ tùy 40 đến 50 cm gì đấy, 60 cm cũng được. Rồi đấy, phần đầu đây này là anh em phải cột một cái thòng lọng ở đây nhá. Đây, cột phần này thòng lọng. Chúng ta kéo ra được một cái vòng tròn khá là tương đối thế này. Nếu mà dây nó nó có màu nổi bật quá thì anh em lấy đất. Anh em lấy một ít đất thế này này. Anh em vuốt cho cái dây nó bẩn đi, nó có màu đất. Là thứ nhất, thứ hai là để cái dây nó thẳng hơn. Đây này, tôi vút đất vào nó sẽ thẳng hơn nhé, nó không bị cong queo thế này mấy. Mình đánh bẫy cho nó dễ. Đấy, thẳng chưa? Gần thẳng rồi đấy. Cái vòng này thì to nhỏ tùy vào loài chim các mọi người đánh bẫy nhá. Tùy. Có người thích to, có người thích bé, nhưng mà tầm tầm này là vừa. Và ở đây thì có một cái que này, cái này cũng là cái công tắc của cái bẫy. Đấy, ngắn ngắn bé bé thế này thôi, nhưng mà phải chắc chắn, phải cứng nhá. Nếu mà que mềm nó không được đâu. Còn trên này thì cột vào cần. Đầu cần. Đấy, đây là toàn bộ những cái dụng cụ để tạo nên một cái bẫy. Còn bây giờ tôi sẽ bắt đầu cắm này. Đầu tiên là anh em cắm cái que này xuống. Ok. Đấy, chắc chắn, không bị bung lên. Phải chắc chắn đủ để lực để không bị búng lên. Tôi sẽ chuyển hướng máy quay sang bên này cho nó dễ quan sát hơn. À không, để thế này cũng được. Tiếp đến là cái này. Cái này thì anh em phải đo cái chỗ mép này này. Cái mép này nó phải bằng đây, hoặc là xê dịch một chút thôi. Tốt nhất là để bằng. Đấy, để bằng cái này. Và cắm xuống. Đấy. Đây, tôi sẽ quay mặt bên này. Anh em nhìn rõ chưa? Cái que này nó phải thấp hơn cái này. Thấp hơn cái này nhá. Và nó phải nằm chính giữa ở đây này. Chính giữa ở đây. Còn bây giờ sẽ cắm cái cần tre kia xuống. Đây, đây là công đoạn khó khăn hơn. Đây. Đây. Cái này nó bị tụt lên rồi. Đấy. Thì đối với cái cần tre này, theo tôi là cái dây này, lúc chúng ta kéo cái cần xuống là nó phải thẳng với cái nó gần như thẳng với cái này này.
thì mình sẽ dễ đánh bẫy hơn. Đây là kinh nghiệm bản thân cho thấy. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành gài bẫy. Đây, tôi sẽ chuyển máy quay một chút. Đây. Cái này vẫn hơi dài. Phần gài bẫy thì anh em để cái tay từ bên này nhá. Bên này. Tức là cái phía chân của cái cần tre ở phía này thì chúng ta đặt bên này sang. Sau đây chúng ta móc vào cái gơ đây này. Đấy, ok chưa? Móc vào cái gơ này. Còn cái dây này thì vẫn kéo sang bên này. Đây nhá, đây đi sang vẫn ở bên này. Cái dây này là dây tôi cột con mồi này. Nhưng mà nó hơi nổi bật một chút. Đấy. Đấy, về cơ bản là như thế này. Còn bây giờ sẽ cột con mồi vào đây. Để hoàn thiện cái bẫy thì phải cột con mồi vào đây nhá. Cột hoặc chúng ta lấy một que tre chúng ta kéo ra đây và kẹp con mồi vào. Tôi sẽ lấy cái dao tôi tước một ít đây này. Tôi kẹp con mồi vào cho nó dễ hơn. Nhưng mà anh em cột con mồi nó còn sống ấy thì nó sẽ tốt hơn. Vì mồi sống thì nó sẽ dễ dụ chim hơn. Bây giờ tạm thời cho cái này lên để cột mồi đã nhá. Thường thì thông thường thì anh em sẽ cột mồi dế. Mồi dế thì nó sẽ phổ biến nhất. Nhưng mà vừa rồi tôi không tìm được con dế nào. Nên tôi dùng con dán, con dán thay con dế. Tôi bắt được 3 4 con dán gì này. Lát nữa tôi sẽ bẫy gà nhà tôi luôn. Ấy ok. Rồi, phần này cột vào chắc chắn vào rồi phần thừa này sẽ cắt đi. Ok, bây giờ sẽ cho cái bẫy lên để test xem như thế nào. Đấy, đặt cái này vào này. Ồ, cái cần này hơi vướng rồi, tôi làm hơi sai rồi, anh em chờ một chút. Ok, bây giờ tôi sẽ lên bẫy. Đây anh em đặt, nhớ đặt cái tay bên này vào này. Bẻ cái này xuống này. Đấy, bỏ vào đây. Ok. Sau đó sẽ bỏ cái phần dây này ra. Anh em có thể kiếm kiếm một vài cái que tăm ấy, cố định vị trí của các điểm này vào. Đấy. Ok. Bây giờ tôi thử tưởng tượng tôi là con mồi. Đấy, tôi mổ mổ cái này phát. Đấy, dính ngay nhá. Dính 100% luôn. Rồi. Quá ok. Bây giờ sẽ đặt bẫy đây và quay con gà. Nó đến mổ, tôi bẫy con gà nhà tôi luôn.